Thưa quý vị, cây xanh có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người, vốn được ví như là lá phổi xanh của trái đất, giúp cho điều hòa và cung cấp dưỡng khí cho sự sống của muôn loài. Thế nhưng việc cây ngã đổ trong mùa mưa bão liên tiếp xảy ra đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhất là sau vụ cây phượng ngã đổ đè 18 học sinh, trong đó một em học sinh tử vong tại trường trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 5 vừa qua lại khiến không ít người phải bất an, lo lắng. Điều mà nhiều người quan tâm nhất lúc này là chúng ta cần làm gì để cây xanh không còn là nỗi ám ảnh của người dân. Và hãy cùng với phóng viên của chương trình bàn luận sâu hơn về vấn đề này qua ghi nhận sau. Nhất là sau vụ cây phượng ngã đổ đè 18 học sinh, trong đó một em học sinh tử vong tại trường trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 5 vừa qua lại khiến không ít người phải bất an lo lắng. Điều mà nhiều người quan tâm lúc này là chúng ta cần làm gì để cây xanh không còn là nỗi ám ảnh của người dân. Và hãy cùng với phóng viên chương trình bàn luận sâu hơn về vấn đề này qua ghi nhận sau. Mùa mưa đã tới, người dân cả nước lại tỏ ra ái ngại về nguy cơ cây xanh hai bên đường phố, trường học, công viên có thể bật rễ đổ xuống bất cứ lúc nào. Nhất là những năm gần đây, không ít vụ tai nạn dẫn đến thương vong mà nguyên nhân chính là từ thực trạng trên. Điển hình là mới đây, sự việc cây phượng dĩ trong sân trường đổ xuống khiến một học sinh tử vong cùng nhiều học sinh khác bị thương. Việc này tạo ra tâm lý lo sợ và mất đi cái nhìn thiện cảm của người dân về những hàng cây xanh. Theo ghi nhận, trên các tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tân Công Chúa, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, hàng cây xanh hai bên đường chủ yếu là cây cổ thụ. Đáng chú ý, một số cây rễ đã trồi lên khỏi mặt đất, có cây rễ bung ra khiến khối bê tông gần cây có dấu hiệu nứt dở như thế này. Đô thị là môi trường sống, là vật thể sống, chứ không phải vật thể chết, nó không phải vật thể khô, nó sống. Nó sống hàng ngày, nó trưởng thành hàng ngày và thay đổi hàng ngày, nó sống. Vì thế cho nên là nó gọi nó là cây như là phổi của đô thị, tức là cây như phổi của con người. Lá phổi xanh sẽ đẹp hơn nếu không còn xảy ra các sự việc đáng tiếc như thế này. Trong những loại cây được trồng, cây phượng dĩ đang được quan tâm đặc biệt khi liên tiếp xảy ra các vụ bật gốc. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tôn Nữ Quỳnh Trân cho biết, nhiều trường học đã trồng cây này để mang lại ký ức đẹp cho tuổi học sinh và vừa tạo cảnh quan che bóng mát trong sân trường. Tuy nhiên, cây phượng phù hợp với sân trường ở nông thôn hơn, nơi có nền đất tự nhiên cho bộ rễ phát triển. Còn các trường ở đô thị, việc đổ bê tông kiên cố sát tận vào gốc đối với cây phượng sẽ làm cho rễ cây dưới đất không hô hấp được, dẫn đến bị chết một cây và có thể tự đổ bất cứ khi nào. Nguyên nhân gãy đổ thì hầu như năm nào cũng được đem ra mổ xẻ, như cây già cỗi, cây bị rỗng thân hay chỉ là loại cây rễ chùm không phù hợp với vùng đô thị. Đáng lo ngại nhất khi hàng loạt cây xanh ven đường đang bị phủ kín mít lớp bê tông, dẫn đến cây bị thiếu oxy, thiếu dưỡng chất. Lý giải cho việc này chính là người dân tận dụng các khoảng trống dưới gốc cây cho việc buôn bán kinh doanh. Một số cây nghiêng hẳn ra ngoài đường có thể gãy đổ, gây mất an toàn cho người đi đường. Anh thì ít đi ra ngoài đường trong lúc mưa chỉ mình chỉ tìm chỗ mình trú. Đó, sau mưa nó có thể tạnh bớt đi, nhẹ bớt đi thì mình mạo mưa mình đi thôi. Chứ còn lúc mà mưa lớn thì mình không đi, nên trú. Vào những ngày mưa khi mà có dông gió thì tôi thường hay ở lại công ty để cho nó an toàn. Mặc dù là hơi về trễ một chút nhưng mà vẫn ở lại. Ngay cả những người đi ngoài đường đã có tâm lý bất an như vậy, ác hẳn những người sống chung với cây cổ thụ như chị Lê Thị Ngọc Trúc, ngụ quận Gò Vấp thì nỗi lo đó phải cao gấp bội phần. Mặt bằng chị thuê kinh doanh đã 3 năm, còn cây cổ thụ này chị cũng không biết có từ bao giờ. Theo chị chia sẻ thì nhờ có cây mà mùa nóng nhà chị được trú ẩn dưới tàn cây nên rất mát và quán rất đông khách. Ngược lại, mùa mưa thì quán rất ế, đó là do khách sợ gió to và cây ngã. Ai cũng thích không gian xanh mát, nhất là trong những ngày hè nóng bức. Nhưng bây giờ, đi dưới những tán cây lâu năm, có lẽ không ít người sẽ gợn lên những băn khoăn về tính an toàn của những hàng cây bên đường. Vì vậy, mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm chủ động rà soát, thực hiện cắt tỉa, chằng chống cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn, đồng thời lập kế hoạch ứng trực, sẵn sàng xử lý các sự cố đột xuất, giải tỏa cây gãy đổ sau mưa, để hàng cây xanh không còn là nỗi sợ của người dân khi mùa mưa đến.